Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món bánh tôm Hồ Tây, nhưng mà mình chỉ nhái theo thôi. Món này là món ăn của miền Bắc, nghe tên Hồ Tây là các bạn biết ở ngoài Hồ Tây rồi. Thường đó mình hay xài bột chiên tôm, loại bột chiên này. Trong bột này đó thì họ có bột mì, họ có bột bắp, với họ có thêm lòng trắng trứng bột, với lại bột nổi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ không dùng cái này, lý do là tại vì có nhiều bạn sẽ không mua được bột này, thành ra mình sẽ xài bột mì. Ở đây mình có làm nửa cấp bột mì, có 1/4 cấp bột bắp. Để đơn giản các bạn cứ tính là các bạn đong bằng đơn vị nào cũng được. Một phần bột mì mình dùng phân nửa bột bắp. Các bạn không có bột bắp có thể thay bằng bột năng cũng được. Nếu mà các bạn có bột nổi đó, tôm này khoảng chừng 200g đó các bạn. Hồi nãy mình làm tôm xong đó, mình có ướp một chút bột tỏi. Bột tỏi này có ngò khô trong đó rồi. Mình có ướp một chút bột nêm vậy thôi. Các bạn nhớ nha, tôm với cá khi mà mình làm đó, mình để trong tủ lạnh cho tới khi nào mình làm mình mới lấy ra. Thì như vậy lúc mình làm nó mới giòn con tôm. Mình không có đi chợ hôm nay, cái này là ngoài vườn mình có, là mình có rau húng lủi với rau dấp cá. Mình hái vô thì chỉ có nhiêu đây thôi. Các bạn muốn ăn cho đúng đó thì các bạn mua rau salad với lại giá, với lại ngò, với lại rau húng, tùy mình thích thôi. Với lại ngoài vườn mình cũng hái vô một ít rau má. Rau má thì lát nữa mình sẽ xay rau má uống. Mình có 2 quả trứng, mình có hành, có tỏi, có gia vị như bình thường thôi. Bây giờ mình bắt đầu nha các bạn. Mình cũng cần một ít nước lọc nha các bạn. Mình pha bột á. Mình sẽ làm hành với tỏi trước. Mình đập sơ cho nó ra cái nhựa của nó đó. Tỏi này mình làm nước mắm. Mình xong tỏi. Tỏi để lát mình làm nước mắm. Bây giờ mình sẽ xay hành ra. Mình xay không cũng được, nhưng mà khi mình ướp vô thì mình nên đập ra như vậy. Bây giờ mình sẽ làm tôm nha các bạn. Bánh tôm Hồ Tây đó họ để nguyên con hoặc nguyên đầu nữa, nhưng mà mình lại làm hơi khác một chút. Mình pha chế một chút xíu cho nó dễ ăn đó. Các bạn có thể giã cũng được nếu bạn không có máy xay, hoặc là các bạn có thể bằm ra cũng được. Đập chẹt chẹt nó ra rồi các bạn bằm. Trong tôm mình đã ướp rồi. Nếu các bạn không thích xay ra như mình thì các bạn để nguyên con nha. Đúng ra bánh tôm cổ ngư họ có thêm khoai lang, nhưng mà mình lại không có ở đây. Con tôm vẫn còn lạnh đó các bạn. Thường làm mấy món ở nhà các bạn đông người ăn thì vui hơn, với lại dễ làm hơn. Như mình nếu mà làm ít quá thì lại không có ngon. Rồi mình xong 2 cái này. Mình xay hơi hơi thôi. Các bạn thấy con tôm giống như là mình chỉ bằm ra thôi đó. Như vậy lát mình ăn nó mới còn tôm. Nếu các bạn xay lát ra thì hết ngon nha. Bây giờ mình làm tới trứng. Mình sẽ làm 2 trái trứng này các bạn ha. Mình làm kiểu này dã chiến thôi nha. Được rồi. Bây giờ mình cho tôm vô nha các bạn. Bây giờ mình trộn 2 cái bột này lại với nhau. Không nhất thiết mình phải xài hết nha các bạn. Mình thấy nó vừa đặc tới ý mình thích là mình thôi. Nếu các bạn có bột nổi thì bây giờ là lúc các bạn cho vô nha. Như đây các bạn cho non nửa muỗng cà phê được rồi. Lát nữa mình cũng chấm với nước mắm, nhưng mà trong này mình cho khoảng nửa muỗng cà phê đường. Hồi nãy trong tô mình có ướp rồi, bây giờ mình cho chút xíu muối thôi. Không có tiêu trắng thì các bạn xài tiêu đen cũng được nha. Tại vì mình muốn xài tiêu trắng cho nó đừng có những cái hột đen đen á. Khoảng 1/3 muỗng thôi nha các bạn. Thích ăn ớt các bạn có thể cho chút ớt bột vào đây cũng được. Các bạn muốn cho nó đẹp mắt hơn một chút đó, có thể cho bột nghệ. Bột nghệ cũng giúp giảm bớt cái vị tanh của tôm với cá. Hoặc là các bạn có thể cho food color đó. Mình thì mình cho dầu màu điều, chừng 2 muỗng cà phê được rồi. Bây giờ mình cho bột vô nha các bạn.
Nếu các bạn dùng bột chiên tôm thì đơn giản hơn nhiều lắm. Các bạn cẩn thận nha, đừng có để cho nó nhão quá. Nhão mất công phải cho thêm bột vô thôi. Cũng đừng để nó khô quá, lát nó không có làm được đâu. Còn chút bột thì mình sẽ cho vô hết. Nó khô một chút thì mình cho chút nước vô. Các bạn thấy dầu màu điều là nó giống như mình có cho nghệ vô vậy đó. Cái này cái màu nó trung thực hơn là các bạn cho food color. Các bạn thấy nó vừa như vậy nha, nó hơi sệt như vậy thôi. Đừng có cho loãng quá. Loãng hồi các bạn chiên nó tè le hết trơn nè. Mình sẽ để chừng 10-15 phút cho bột nó nở lên hết. Các bạn dùng bột nổi cũng vậy nha, nhớ nha. Bột nổi mình không có làm liền được đâu. Hồi nãy mình quên. Mình cho vào đây 2 muỗng dầu ăn nha các bạn. Dầu tỏi phi đó, chắc thơm lắm. Đúng ra mình phải cho hồi nãy nhưng mà tại quên. Lâu rồi mới làm lại món này. Giờ mình sẽ để vô tủ lạnh. Trong lúc chờ bột mình sẽ làm rau má nha các bạn. Làm ly rau má để uống. Rau má nó lên mà không có ăn thì nó sẽ héo hết rồi. Xay rau má các bạn thay rối vậy thôi nè. Nếu không cái cọng của nó làm cháy máy của mình á. Rau má này làm nước rau má uống ngon lắm. Giờ còn như đây lát làm tô canh ăn được rồi. Đơn giản vậy thôi, làm đi nhỏ uống thôi. Rau má ngoài tiệm mình thấy họ làm á, họ không có lặt rau má đâu, họ để nguyên cả cọng, họ chỉ rửa thôi à. Mình cắt bỏ bớt 1/3 của cái cọng của nó đây. Được rồi các bạn, 12 ounce bằng một lon Coca-Cola rồi. Lát mình cho đường vô với lại đá vô đã uống được rồi. Bây giờ mình cho chút đường vô để ly rau má vô tủ lạnh. Lát nữa uống. Tùy theo các bạn muốn cho nhiều đường hay ít nha. Mình chỉ uống vô đây đường 1-2 cục đá. Rồi, mời cả nhà. Trước khi chiên bây giờ mình pha nước mắm. Cái này là muỗng ăn phở đó các bạn. Một muỗng ăn phở đường. Mình thích ăn chanh hơn nhưng mà không có chanh mình sẽ cho một muỗng giấm vô. Một đường, một giấm, một nước mắm. Nếu có nhiều đó thì nước mắm với đường các bạn bỏ lên bếp nấu nha. Cho nó tan đường thôi chứ đừng có nấu kỹ quá. Để mình ăn chỉ cần nhiêu đây thôi. Tại vì không muốn ăn mặn quá. Các bạn nên cho một chút xíu ớt tươi vô. Hai trái ớt này rất là cay. Mình bỏ hột rồi nha. Trừ khi bạn thích ăn cay thôi. Đã ngửi thấy mùi cay rồi. Mình sẽ cho ớt này nó không có cay lắm. Ớt này nó có màu thôi. Bây giờ là lúc các bạn thích ăn đặc hay là thích ăn loãng nè. Với mình đó là cho 2 muỗng thôi, 2 muỗng nước canh nước lọc thôi. Trước khi các bạn cho thêm nước lọc vô đó, các bạn nếm nha. Các bạn nếm coi có vừa chưa. Coi chừng cho vô nó lạt rồi lại phải cho thêm á. Cái này là nó hơi kẹo rồi đó. Còn các bạn muốn ăn loãng hơn thì cho thêm nước nè. Mình chỉ như vậy thôi, nó hơi đặc đặc như vậy ngon. Bây giờ mình qua mình chiên nha các bạn. Bây giờ mình cho dầu ăn vô để mình chiên. Các bạn cho dầu vừa đủ ngập cái mi bánh của mình thôi nha. Mình sẽ cho vô đây một chút muối hồi cho nó bớt nổ. Nhiều nước thì nó vẫn nổ như thường đó nha các bạn. Ít nước thì nó còn đỡ. Nó lên bọt và là dầu nóng rồi đó. Các bạn cho lửa trung bình thôi nha. Hồi nãy thì mình cho lửa nóng nhưng mà bây giờ mình cho xuống trung bình thôi. Nó hơi vàng các bạn lật lại nha.
Tại vì mình sẽ chiên hai lửa đó, lát nữa nó nguội mình để cho nó nguội mình chiên thêm một lần nữa. Như vậy là vừa rồi đó các bạn. Thơm lắm. Các bạn cẩn thận lúc mình gắp lên nó rớt xuống một cái là bắn đầu của người mình đó. Các bạn muốn nó đặc lại như vậy cũng được. Mình thì mình thích nó đặc. Nếu không các bạn có thể cho thêm một chút xíu nước nữa nếu các bạn muốn nha. Chút thôi nhưng mà như vậy là vừa rồi. Mà hồi nó đặc đặc và ăn ngon hơn. Giờ mình lấy cái mè sau này ra mình cho cái đợt trước vào. Các bạn đừng có cho lửa lớn quá nha. Trung bình đủ rồi. Hai mặt mà vàng như vậy là được rồi nha các bạn. Được rồi các bạn, bây giờ mình tắt bếp nha. Các bạn thấy nè, bây giờ mình đem qua. Vậy là mình xong rồi các bạn. Mình không có rau salad hết, thành ra mình sẽ phải ăn với mấy cái rau mình có sẵn. Các bạn có rau salad thì các bạn cắt ra cuốn ăn ngon hơn. Mình ăn với cái mình có thôi, những thứ mình có. Mình không có rau salad mình sẽ cuốn nó nha các bạn. Các bạn thấy ở trong nó giống như bánh cay không? Tại vì cái nước màu điều á nó giòn lắm. Ăn rất là giòn. Con tôm mình không có xay nhuyễn ra, vẫn còn có thể cảm nhận được mùi tôm. Mình quấn thử một cái này nha các bạn. Mình có một loại rau thôi à. Ít rau như vậy cũng được. Thay vì cái rau salad đó, thì mình cũng có mình làm cái này. Trưa thì trời nóng, bây giờ trời tối rồi bắt đầu mát rồi. Làm xong đem ra sân ngồi ăn. Còn một cái này mình sẽ ăn theo kiểu Mỹ. Mình cho một chút mayonnaise vô. Mình sẽ cho một chút ketchup vô đây. Và một chút ớt. Bây giờ mình sẽ ăn thử dùng các bạn nha. Chút ketchup, chút mayonnaise, chút ớt. Ngon. Ngon không ngờ. Giòn tan nè các bạn. Các bạn ăn kiểu nào cũng ngon hết. Mình nghĩ nhiều khi mình cũng lại thích ăn kiểu này nữa nè. Vậy là mình đã xong bánh tôm Hồ Tây nhái rồi. Mình có lia đông má. Mình có ăn hai kiểu. Một kiểu là ketchup với lại mayonnaise với ớt. Một kiểu mình ăn theo kiểu Việt Nam. Tùy bạn chọn lựa nha. Bạn làm cả hai thứ đi. Ăn rất là ngon. Còn rau thì các bạn có thêm rau salad với lại ngò với thêm mấy loại rau thơm nữa thì ăn ngon hơn. Mình không có salad thì mình dùng cái bánh tráng mình cuốn như vậy. Mình giả dạng vậy đó. Ăn nó dễ nữa. Mình chỉ pha chế chút đỉnh thôi. Mình làm kiểu này cho nó tiện. Các bạn có ý kiến thì muốn chia sẻ cho mình xin trong phần comment nha. Và nếu các bạn thích video của mình, cho mình một cái like và share cho bạn bè cùng xem. Nếu bạn chưa subscribe thì bạn subscribe. Sau khi bạn nhấn subscribe đó, bên cạnh nó có hình cái chuông. Các bạn nhấn cái chuông đó thì khi mình có video mới, YouTube sẽ email cho các bạn. Chúc các bạn thành công trong món bánh tôm Hồ Tây giả hiệu này nha. Cảm ơn các bạn và chào các bạn. Các bạn thấy rau húng lũi quá trời. Nó lấn đất của rau dấp cá. Rau dấp cá năm nay hết ra luôn. Còn bụi xả không có lo. Bụi xả không được tưới nước. Héo hết rồi. Hôm nọ mới cắt một mớ lá. Hôm nay nó ra lại đã xanh tươi. Các bạn xem clip rau má của mình nè. Quá trời rau má luôn mà không có ăn. Còn đây là bụi xả.
rau má không ăn á, già quá rồi. Bây giờ mình hái một ít vô để lát nó làm nước rau má uống. Còn ngày mai chắc làm một nồi canh rau má nữa quá.